Chúng ta là gì? Bạn. Đúng không ạ? Như Huy vừa nói, cách để chúng ta có thể giới thiệu với nhau để chúng ta dễ dàng trở thành bạn của nhau. Sau đó chúng ta thì bàn để chúng ta có thể bàn bạc về công việc, thì chúng ta phải hiểu nhau, hiểu cái vấn đề của họ, hiểu cái mong muốn của họ, hiểu cái những cái trải nghiệm của họ đó. Và để mà chúng ta có thể bàn bạc được thì chúng ta phải hỏi, chúng ta phải sử dụng các câu hỏi để chúng ta hỏi, hoặc là những cái câu gợi ý để chúng ta có thể gợi ý cái điều đó. Mình sẽ bật cái này lên để cho dễ nhìn. Ok. Ok. Thì chúng ta sẽ hỏi những cái câu hỏi để tìm được những cái thông tin như thế nào ạ? Thông tin thứ nhất đó là họ ở đâu. Đầu tiên là phải biết là họ ở đâu, họ đang kinh doanh trong cái khu vực nào. Thứ hai là cái ngành nghề kinh doanh hay là cái công việc của họ là gì. Thì thông thường ấy, khi mà một cái mối quan hệ mới hoàn toàn thì Huy thường hỏi là hoặc là những cái mối quan hệ cũ mà rất lâu rồi mình mới nói chuyện đến, thì mình đang muốn làm ấm mối quan hệ lên, đúng không ạ? Đấy, từ mối quan hệ lạnh sang quan hệ ấm, sang quan hệ nóng, mọi người đều biết rồi. Thế thì để mà làm việc đó thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi, ví dụ như là nếu mà chúng ta hỏi là ở dạo này công việc như nào, hay là công việc của bạn là gì đó, thì có thể là sẽ có người họ sẽ rất là ngại họ trả lời đó. Nhưng mà nếu như mình hỏi là hiện tại thì bạn đang tập trung vào điều gì đó, hiện tại bạn đang tập trung vào điều gì, có những người thì họ sẽ tập trung vào cái công việc hiện tại, nhưng mà cũng có những người họ sẽ tập trung vào những cái dự định trong tương lai đó. Họ sẽ tập trung vào những dự định trong tương lai. Vì vậy là gì? Khi mà chúng ta bàn bạc thì chúng ta phải sử dụng các câu hỏi thật là khéo léo. Thì sáng hôm qua Huy có chia sẻ về cái tháp tư duy hay là logical level, để chúng ta có các tầng câu hỏi khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn những câu hỏi sao phù hợp nhất. Thì cái phần hôm qua thì mới là cái phần sơ bộ thôi. Và nếu mà có thời gian thì một hôm nào đó Huy sẽ chia sẻ thêm về cái bộ câu hỏi làm sao để có thể tìm ra được cái vấn đề của khách hàng. Đây là khách hàng, đúng không ạ? Đây chính là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Thế chúng ta phải tìm ra các vấn đề của họ là gì, và tìm ra càng nhiều cái vấn đề của họ thì chúng ta càng dễ dàng mà gì ạ, dễ dàng giải tỏa được, cũng là dễ dàng bán hàng cho họ. Ok. Thế thì khi mà chúng ta bàn ấy, thì chúng ta phải nhớ rằng là gì, chúng ta có mấy cái chúng ta phải nhớ này. Tức là gì, cái vấn đề của họ là gì. Đấy. Vấn đề của họ là gì, cái thứ mà họ đang gặp phải là gì, làm sao chúng ta giải quyết được họ. Chúng ta biết rằng là gì, bán hàng là phải giải quyết vấn đề của khách hàng. Nếu mà chúng ta không giải quyết được vấn đề của họ thì chúng ta sẽ không bán được hàng, đúng không ạ? Chúng ta không bán được điều gì hết, kể cả bán một cái cơ hội chúng ta cũng không thể bán được, bán một cái sản phẩm chúng ta cũng không thể bán được. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề của họ. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu cái gì, cái mong muốn của họ. Cái mong muốn tức là gì, cái điều mà làm cho họ sung sướng, cái điều mà làm cho họ hạnh phúc, cái điều làm cho họ phấn khích. Đấy, điều gì làm cho họ sung sướng, điều gì làm cho họ phấn khích, mình phải tìm ra được cái điều đó, hoặc là mình gợi ý để cho họ biết. Bởi vì có nhiều người họ cũng không biết họ thích cái gì. Đấy. Cái thứ ba đó là gì, là những cái trải nghiệm mà họ có. Những cái trải nghiệm mà họ có. Ví dụ như này, ví dụ như là mình kể cho họ rằng là tháng trước mình vừa mới đi du lịch một chuyến rất là vui ở Hạ Long chẳng hạn thế. Thế thì họ sẽ bảo là ôi thế à, tôi cũng vừa đi du lịch ở Phú Quốc, hoặc là tôi vừa đi du lịch ở Tam Đảo, hoặc tôi vừa đi du lịch ở Malaysia. Ví dụ thế. Thì khi mà họ kể cho mình cái trải nghiệm của họ thì mình có thể suy luận ra rằng là họ là những cái người thích đi du lịch, hay là thích đi du lịch bụi, hay là thích đi du lịch dạng là gì, sang chảnh, dạng 5 sao. Đấy, thì từ cái đó thì mình đã phát hiện ra rằng là cái con người của họ là như thế nào. Đấy, và họ thích những cái trải nghiệm như nào. Có những người bảo là chứ tôi rất thích đi du lịch bụi, thích phượt. Có những người thì tôi thích đi resort 5 sao thôi.
Thế từ đó thì chúng ta phải biết được là họ là ai, biết được họ là ai và vấn đề của họ gì nhỉ. Mình sẽ hỏi những câu hỏi để tìm ra vấn đề của khách hàng. Ví dụ như vấn đề của khách hàng là vấn đề về tiền, như là cái công việc hiện tại nó có mang lại cho họ đủ tiền mà giống như họ mong muốn hay không. Cái thứ hai là gì, vấn đề về thời gian, cái công việc hiện tại của họ hay là cái sản phẩm mà hiện tại họ đang sử dụng nó có đáp ứng được cho họ về cái vấn đề là gì, thời gian hay không, tức là họ có nó có cho họ có thời gian cho bản thân mình, cho gia đình, cho cái thú vui, cái sở thích của họ hay không. Đấy, cái tiếp theo nữa là gì, cái công việc hiện tại của họ có cho họ cái sức khỏe hay không. Đấy, cái công việc của họ nếu như mà làm cho họ bị hao tổn sức khỏe quá lớn đấy, thì đấy cũng là một cái vấn đề. Cái tiếp theo nữa là cái công việc hiện tại của họ có giúp họ là gì, trao giá trị cho xã hội hay không, tức là cái công việc đấy nó có giúp cho người khác hay không. Đấy, thế thì tất cả những cái đó là những cái vấn đề của họ, và nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta dễ dàng bán hàng cho họ. Tiếp theo nữa, những cái thứ họ mong muốn là gì, ví dụ như cái công việc, ví dụ như là Huy làm công việc về nhà thông minh nhỉ? Huy làm công việc về nhà thông minh nhỉ? Thế thì cái công việc nhà thông minh có phải là cái mong muốn của Huy không? Thế thì Huy Huy đặt câu hỏi, tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng mà thực ra chúng ta có thể đặt câu hỏi cho người khác, đúng không? Ví dụ như là mình sẽ hỏi này, thế bạn làm nhà thông minh đúng không? Bạn làm nhà thông minh thì nếu như mà làm nhà thông minh mà không có tiền, bạn có làm không? Bạn làm nhà thông minh mà không có tiền, hay bạn làm công việc bạn đang làm ấy mà không có tiền, bạn có làm không? Ừ. Câu trả lời thường sẽ là không. Làm mà không có tiền làm gì, đúng không ạ? Rồi, nếu mà làm nhà thông minh mà có rất nhiều tiền, tức là có tiền của tất cả cái trái đất này, giàu hơn cả 10 người giàu nhất thế giới này, thì bạn có làm nhà thông minh nữa không? Đấy. Thế câu trả lời này thường thì cũng là không. Tức là những cái công việc mà họ đang làm ấy, thì mình muốn muốn bán cho họ một cái cơ hội, hay bán cho họ một cái lý do nào đấy để họ có thể thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi một cái công việc, ví dụ như vậy. Bán cho họ một cái ước mơ, bán cho họ một cái hy vọng, thì chúng ta phải hiểu rõ họ, được nhận. Thế thì khi mà họ đều nói rằng là không, cả hai câu hỏi đó họ đều nói là không, thế thì mình mới bảo là gì, thế điều thực sự anh muốn là gì? Rõ ràng không phải là nhà thông minh, rõ ràng không phải cái công việc mà anh đang làm, đúng không ạ? Không phải là giáo viên, không phải là bác sĩ, không phải là bất động sản, cũng không phải là bảo hiểm, cũng không phải là bán một cái sản phẩm gì đó. Tất cả các sản phẩm gì đó nó chỉ là một cái con đường thôi, nó một cái công cụ thôi, nó không phải cái thứ mà bạn muốn. Cái thứ bạn muốn là cái khác, nó là cái công cụ để mình kiếm tiền, để mình có thể đạt được cái thứ mình muốn. Cái thứ mình muốn là gì, cái thứ mà khách hàng mong muốn là gì. Khi mà chúng ta biết được thứ họ mong muốn thì chúng ta dễ dàng chạm vào cái điểm điểm chạm của họ. Còn nếu mà chúng ta không biết điểm mà khách hàng mong muốn, chúng ta không dẫn dắt để họ ra được cái thứ mà họ mong muốn nhất, thì chúng ta không thể bán được hàng cho họ, không thể bán cho họ được được một cái niềm tin, một cái ước mơ, một cái hy vọng, một cái công việc, một cái sự nghiệp, hay là một cơ hội, đúng không ạ? Và đó là gì, thì thông thường ấy, thì Huy chỉ đơn giản là Huy kể câu chuyện của Huy thôi. Huy kể câu chuyện của Huy như này, Huy bảo là tôi đã từng làm nhà thông minh 13 năm, và khi mà tôi thấy có một cái điều gì đó nó sai sai, tôi thấy một cái điều gì đó nó sai sai, và tôi bắt đầu tôi tự hỏi mình các câu hỏi như sau. Tôi tự hỏi rằng là nếu mà làm nhà thông minh mà tôi không có tiền thì tôi có làm nữa không? Câu trả lời của tôi là không. Mà nếu mà tôi có rất nhiều tiền thì tôi có làm nhà thông minh nữa không? Câu trả lời cũng là không. Thế thì tôi muốn điều gì? Tôi tự hỏi mình, và tôi tự trả lời, và tôi phát hiện ra rằng là tôi không phải muốn nhà thông minh. Nhà thông minh nó không là cái gì hết, nó không phải là đam mê của tôi, mặc dù tôi đã làm 13 năm rồi. Bây giờ tôi vẫn làm, tôi vẫn có một cái công ty nhà thông minh, và nếu mà ai đó muốn làm nhà thông minh hãy liên hệ với tôi. Ok, quảng cáo một chút. Thế thì cái điều tôi thực sự muốn là gì? Cái điều tôi thực sự muốn đó là sự tự do. Điều tôi thực sự muốn là tự do. Đấy là cái của tôi nhé, không phải cái của các bạn. Có thể các bạn là cái khác,
Nhưng mà cái của tôi đó là sự tự do. Tôi muốn tự do về tài chính, tự do về về mối quan hệ, tự do về sức khỏe, tự do về 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 thời gian. Thế thì cái định nghĩa của tự do của tôi rất đơn giản, đó là gì? Tôi làm việc mình thích, ở nơi mình thích, vào lúc mình thích, với người mình thích thì là tự do. Đấy. Tức là gì? Nếu như mà cái việc đấy mình không thích làm thì mình có thể không làm. Mình chỉ làm những việc mà mình thích thôi. Thì đơn giản đó là tự do. Cái thứ hai nữa là mình nếu mà mình muốn ở đâu đó thì mình sẽ được ở đó. Mình không cần phải 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 câu nệ cái gì cả. Đấy. Nhưng mà mình muốn đi đâu và lúc nào mình đều có thể được. Và ví dụ như nếu mà mình không muốn chơi với cái thằng sếp đấy thì mình cũng không chơi. Đó, bởi vì nó vừa bẩn vừa xấu vừa keo kiệt, mình không thích chơi với nó. Ví dụ như vậy thì mình không cần chơi với những người mình không thích. Mình chỉ chơi với những người nào mà truyền cảm hứng cho mình, mà là giúp mình cảm thấy là vui, cảm thấy mình thích thì mình chơi thôi. Thì đấy là tự do. Đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là mình vẫn mơ ước, bây giờ cũng chưa đạt được nhưng mà vẫn mơ ước cái sự tự do. Đó là gì? Nếu mà có một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn ấy bảo là gì? Huy ơi, tối nay đi ăn tối với tao. Thì mình đang buổi chiều nay mình vẫn đang ở Hà Nội. Nhưng mà nếu như mà mình thực sự về tự do rồi thì mình có thể là ra sân bay và lập tức có một chuyến bay, bất kể là chuyến bay gì, ra sân bay lập tức là gì? Lên máy bay vào Sài Gòn, ăn tối với người bạn, hàn huyên câu chuyện 5 năm, 10 năm, 20 năm mới gặp nhau. Sau đó là gì? Sau đó là mua bạn vài món quà. 10 giờ tối, 11 giờ tối thì lại có thể là gì? Lại có thể là sẽ ở, có mặt ở Hà Nội. Đúng không ạ? Sẽ có mặt ở Hà Nội. Và đó là cái việc là gì? Mình hoàn toàn mình tự do, mình chỉ làm được việc đó khi mình tự do về mặt tài chính, tự do về mặt thời gian, tự do về mặt mối quan hệ thì chúng ta mới làm được việc đấy. Thế thì đó là cái điều mà khi mà chúng ta kể câu chuyện thì lập tức là gì? Họ chạm vào cái điểm mong muốn của họ. Có thể là có những người họ không mong muốn giống như thế thì không sao cả. Bởi vì khi mà chúng ta tìm những cái khách hàng ấy, thì chúng ta hãy tìm những khách hàng mà gần gần giống chúng ta. Họ có những cái niềm tin, họ có những cái tầm nhìn, họ có cái giá trị giống giống chúng ta. Thì bởi vì sao? Chúng ta phải là bạn của họ. Nếu mà chúng ta không thích cái người đó, chúng ta không thích cái người mà khách hàng đó, thì cách tốt nhất là đừng có bán hàng gì cho họ hết. Được không ạ? Cách tốt nhất là đừng bán hàng cho họ hết. Hãy gì ạ? Hãy trở thành bạn của họ. Và mình phải thích họ. Mình phải làm sao đó mình thích họ. Đúng không? Nếu mà mình không thích họ, mình thực sự không thích họ thì đừng bán hàng với họ. Chúng ta không phải là bạn thì chúng ta cũng không cần thiết phải bán hàng cho nhau. Bởi vì bán hàng cho một người khách hàng khó tính, một người khách hàng mà mình không thích thì nó mệt vô cùng, mất năng lượng vô cùng. Đấy. Thì thay vì thế thì mình dành thời gian đấy cho những cái người khách hàng khác, những khách hàng mà họ sẵn sàng đón nhận cái con người của mình. Bởi vì họ mua hàng không phải là họ mua cái sản phẩm mà họ mua cái con người mình. Cho nên bán hàng tức là bán thân, bán hàng tức là bán niềm tin, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta hiểu những cái điều đấy của họ rồi thì chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Bán. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu bán ạ. Và chúng ta bán thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta bán thì có cái công thức là gì? 6 6 level của bán hàng. 6 cách bán hàng hay 6 level bán hàng. Thì nếu như mà có dịp thì Vi sẽ chia sẻ là 6 level bán hàng vào một cái dịp khác. À, kể của cái buổi hôm nay thì sẽ không muốn đi sâu vào cái việc mà 6 level bán hàng đâu ạ. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ bán hàng cho họ. Bán thì có thể bán sản phẩm, có thể bán dịch vụ, có thể bán một cái cơ hội, có thể bán một cái tầm nhìn, có thể bán một cái ước mơ, có thể bán một cái sự thay đổi của bản thân. Ví dụ như là Huy đi giảng dạy chẳng hạn. Thì nếu như mà Huy có thể làm cho họ thay đổi từ một cái người mà không có động lực thành một người có động lực thì đó là mình đã bán rồi. Và sau đó thì mình sẽ có thể là gì? Chỉ cho họ cách là làm thế nào để họ có thể vượt ra khỏi các cái rào cản để có thể thành công trong công việc, thì đó là mình cái mình đã bán thành công. Và sau khi bán xong thì chúng ta lại tiếp tục, đó là gì nhỉ? Gọi là gì? Chăm sóc. Chăm sóc thì nó không vần lắm, cho nên là mọi người hay nói gọi là gì? Bám. Bám thì nghe nó hơi tiêu cực một tí, tức là bám sát ấy, mình bám sát với họ, mình chăm sóc họ, mình hướng dẫn họ đấy. Mình bán sản phẩm xong ấy, mình phải hướng dẫn sử dụng ấy, đúng không?
và mình theo dõi xem là họ dùng nó có tốt không, sản phẩm dùng nó có tốt không. Sản phẩm dùng không tốt thì họ phản hồi về như nào, mà họ không phản hồi về mới nguy hiểm, họ phản hồi về là may. Và để mà họ phản hồi về thì mình phải bám sát họ đó, bám sát làm sao mà họ liên tục mình tương tác với họ, liên tục hỏi họ. Đừng hỏi là ví dụ như mình bán mà mình chưa thu tiền chẳng hạn, thì mình bảo là nhắc thu tiền là anh ơi anh trả tiền cho em đi, anh ơi anh trả tiền cho em đi, anh ơi anh trả tiền cho em đi, thì rất chán. Thì thay vì thế là mình sẽ hỏi là anh ơi cái sản phẩm đấy anh dùng có tốt không, nó có giúp anh được cải thiện được cái điều gì mà anh đang 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 mong muốn hay không đấy, ví dụ thế. Hoặc là anh có một cái gọi là chia sẻ gì về cái sản phẩm đấy không đấy, hoặc là anh có nhận xét gì về nó không, thì đấy là cái cách mà chúng ta bám sát, cái cách chúng ta chăm sóc đó ạ. Và cái gọi là cái này thì nó thông thường, cái này rất là cơ bản đúng không ạ, cái này rất cơ bản. Hôm nay anh đi muốn chia sẻ cái công thức mà nó gọi là nó bí mật hơn tí, nó bí mật hơn tí. Cái này nó chỉ dành cho những cái người mà rất là thành công, rất nhiều những người thành công. Đó là cái vẫn là cái công thức như vậy, nhưng mà nó được dịch ra theo một cái cách khác. Đấy, nó dịch ra theo một cách khác và nó có 7 bước, thằng này nó 4 bước thôi. Nhưng mà công thức này là công thức có 7 bước để dành cho những cái leader, dành cho những người rất là thành công. Thì công thức đó là đầu tiên là no. No. Thì nó giống như công thức kia, nó là bạn. Tức là no tức là gì? Là mọi người phải biết nhau. Tức là họ phải biết mình là ai, họ phải thích mình, họ phải biết mình là tên tuổi như thế nào, như lúc nãy mình nói. Cái thứ hai đó là gì? Họ phải làm thế nào để cho họ like. Đấy. Tức là họ thích mình làm sao cho họ thích mình. Và để họ thích mình như nãy Huy cho chia sẻ, đó là gì ạ? Mình hãy tạo ra các cái điểm chạm, những cái điểm mà có những cái điểm chung ấy, có những cái điểm mà nó chung với nhau thì nó sẽ có những điểm chạm. Ví dụ như có những người thì họ rất là thích thích gọi là chơi thể thao, ví dụ chơi tennis chẳng hạn, thì mình hãy nói về tennis với họ. Ví dụ thế. Thì mình phải am hiểu những cái điều như vậy, mình phải có những cái trải nghiệm nhất định để mình có thể nói chuyện với họ. Và khi mà họ đồng cảm hoặc có những cái điểm chung, hoặc là như này, nói chuyện về con cái, có những người thích họ nói chuyện về con cái, có những người thích nói chuyện về công việc. Cho nên là gì, chúng ta hãy tìm ra những cái điểm mà gì mà có những điểm chạm như vậy. Có người thích nói về sở thích, có những người thích về nói về 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 gia đình đó. Ví dụ như là hôm trước Huy đến gặp một cái người bạn, thì ở nhà bạn ấy có một cậu em trai đó. Cậu em trai đấy thì cậu đang đang xem một cái video game. Thế mình ngồi xuống bảo là ô em chơi game này à? Vâng em chơi game này. Thế là mình cũng có một chút kiến thức về game, một ngày xưa rất thích chơi game. Thế mình bảo ô cái game này rất là hay, ngày xưa anh cũng chơi, anh chơi vị trí này vị trí kia đó. Thế em chơi vị trí nào đó. Thế là lúc đấy thì bắt đầu họ tự nhiên là gì, họ cởi mở ra. Chứ bình thường mình ở cái độ tuổi như thế này, sau đó cái cậu đấy thì độ tuổi chắc khoảng độ mười mấy tuổi đó, nhưng mà mình vẫn xưng anh thôi. Thì khi mà mình có một cái điểm chung với họ thì tự nhiên là gì, họ giãn ra, họ bắt đầu họ nói chuyện. Và lúc đấy nói chuyện rất là hào hứng, nó kể những cái câu chuyện về, nó chơi game như nào, bạn bè nó như nào, rồi nó có những cái thành công như nào, nó có những cái chiến thắng như nào, nó rất là hào hứng đấy. Và khi mà cái đứa em của cái người bạn đấy, của cái người khách hàng đấy thì đúng hơn, họ rất là thích Huy đấy, cái cậu đấy rất là thích Huy. Thế lúc sau khi mà nói chuyện với cái người bạn ấy, thì cái thằng bé đấy nó rất là hào hứng mà nó nói chuyện nó rất là vui vẻ. Và cái người bạn của mình ấy thì tự nhiên họ cũng cảm thấy cái không khí nó vui vẻ, và nó dẫn đến cái việc mà những cái hợp đồng nó rất là dễ dàng ký kết. Ngày xưa mình làm nhà thông minh thì thường xuyên có những cái việc ký kết hợp đồng như vậy, bởi vì là chủ yếu khi làm nhà thông minh cho các cái chủ các cái căn hộ, các biệt thự đấy. Vì vậy là thường xuyên phải đến làm việc với họ ở những cái môi trường như thế. Rồi tiếp theo đấy, để mà họ họ thích mình rồi, nhưng mà họ phải thêm một cái bước nữa, đấy là họ phải trust. Trust tức là gì, họ phải tin tưởng đấy,
họ biết mình, họ thích mình, nhưng mà họ phải tin mình. Đó. Thì đây cũng là cái quá trình mà gì mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân. Ví dụ như trên website hoặc trên Facebook, trên profile của mình thì mình sẽ làm sao để cho họ biết mình là ai và viết những cái bài viết làm sao đấy để họ thích mình, đúng không ạ? Và đưa ra những cái hoạt động của mình làm sao để họ có thể tin tưởng mình đó. Cho nên mình thường xuyên có những cái hình ảnh, có những cái bài viết làm sao để cho họ thích, họ tin tưởng mình. Thế thì khi mình để mình cho họ tin tưởng mình thì mình phải sâu ra được những cái thành quả, những cái kỹ năng, những cái mối quan hệ, những cái công việc mà mình đã hoàn thành, tức là những cái gì ở trong quá khứ nó sẽ là một cái minh chứng để người ta đánh giá mình trong tương lai. Ví dụ như Huy làm nhà thông minh chẳng hạn, thì Huy nói rằng là Huy đã làm nhà cho anh Nguyễn Cảnh Sơn, tổng giám đốc của chủ tịch của Aurobindo, hoặc là chị Phạm Hồng Linh là phó chủ tịch của Vingroup đấy, hoặc là một số các cái lãnh đạo khác. À, cảm ơn mọi người. À, đấy thì mình phải đưa ra những cái bằng chứng để tin. Chúng ta có đủ bằng chứng để tin thì chúng ta có thể bán được niềm tin cho họ. Đấy. Thế thì nếu như mà sản phẩm của chúng ta có đủ cái bằng chứng để tin, các cái video về sản phẩm, các video về nhân chứng, đấy, những cái người mà đã trải nghiệm sản phẩm của chúng ta, đấy, rồi các cái hình ảnh của các cái nhân chứng. Nhưng mà bây giờ hình ảnh thì họ không tin lắm đâu, họ tin vào video nhiều hơn, cho nên chúng ta hãy sử dụng video. Chúng ta hãy sử dụng video. Mọi người có nghe được không ạ? Comment xuống ạ. Có nghe được không ạ? Nghe rõ anh ơi, nghe rất rõ ạ. Ok. Cảm ơn mọi người. Thì đấy là cái việc mà chúng ta phải xây dựng niềm tin với họ. Chúng ta phải có đủ các bằng chứng để tin. Càng nhiều cái bằng chứng để tin thì chúng ta càng dễ dàng khiến cho khách hàng tin chúng ta. Đúng không ạ? Rồi nếu mà có thể thì Huy mời họ đến tham quan các cái công trình mà Huy đã làm, hoặc là các cái nếu mà khách hàng là làm về đào tạo chẳng hạn, thì Huy sẽ mời họ đến tham quan, tham gia các cái lớp học mà Huy đang đào tạo đấy, hoặc là xem các cái video hoặc các cái hình ảnh mà Huy đang đào tạo đấy, thì là họ sẽ có đủ niềm tin để họ họ trao cho mình cái cơ hội đấy, hoặc là họ mua hàng của mình, đúng không ạ? Ok. Sau khi mà họ tin mình rồi thì bắt đầu mà họ mới đến cái bước tiếp theo, đấy là họ sẽ try đấy, try tức là thử thử đó. Nó họ cũng không mua ngay rồi theo đúng cái mô hình về mặt tâm lý của họ, thì khi họ tin rồi họ cũng chưa mua ngay đâu, họ muốn thử đấy. Thế mình phải làm cách nào đấy, mình phải cho họ thử thử một 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 cái ví dụ như này. Nếu mà mình có sản phẩm thì mình hãy cho họ dùng thử một cái sản phẩm nhỏ nhỏ dùng thử, đúng không ạ? Một sản phẩm dùng thử. Nếu mà mình có dịch vụ thì mình hãy cho họ xem một đoạn demo, hoặc là cho họ trải nghiệm một cái lớp học mà mình đã dạy hoặc mình đang dạy cho một cái công ty khác. Thì bây giờ công ty đó họ mời mình về để đào tạo chẳng hạn, thì họ họ muốn mời mình về đào tạo thì họ đến tham dự một cái chương trình của mình ở một công ty khác, thì họ sẽ biết được rằng à mình đào tạo như nào, cái năng lượng như nào và kiến thức như nào còn xứng đáng để mà họ họ thuê mình hay không. Thì đó là gì, là bước thử, họ phải thử thì họ mới tin. À, cho nên là chúng ta không thể nào mà yêu cầu họ họ tin ngay khi mà chúng ta chỉ nói, bởi vì hiện nay rất nhiều người nói hay nói giỏi đấy, cho nên là họ không tin, thậm chí là các cái video họ không tin, hình ảnh họ không tin, bài viết họ không tin. Đấy, thậm chí báo chí nói không tin. Đấy, bởi vì sao? Báo chí nó cũng 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 rất nhiều vấn đề. Báo chí nó cũng nhiều lúc mà cũng có thể dùng tiền để có thể mua được. Đó. Cho nên là gì? Chúng ta phải thử, và cách tốt nhất cũng như là cái và liệu trình về mặt tâm lý tốt nhất ấy, đó là gì? Chúng ta phải thử. Đấy. Thử, sau đó là chúng ta hãy gì? Try, xong chúng ta là gì? Try xong rồi. Bắt đầu với buy, try xong rồi buy, lúc đấy là chúng ta mới gì ạ, mới mua hàng, khách hàng họ lúc đấy họ mua hàng, đây thấy không?